Alo, mình chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Hôm nay mình rất vui khi được trở lại chương trình karaoke để gửi tới cho tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn một bài hát rất là trữ tình và dễ thương. Đó là bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát được mang tên Tạ Từ Trong Đêm. Kính mời tất cả quý vị cũng như các bạn cùng thưởng thức. Mừng nghe em.
nếu em biết rằng có những người đi đâu chân chưa về mang lời thề lên miền sơn khê từng đêm địa đầu cùng ngu gió sầu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con thân nguyện đêm rằng vợ yêu chồng đan áo lặng từng năm thì duyên tình mình có nghĩa gì đâu. Anh hỏi một câu khi trong đêm dài vọng về tiếng súng, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt anh nữa thương em trọn đời. Đầu đường chia phôi anh không nói gì nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tàn chinh chiến xin em cúi mặt dẫu lệ mừng nghe em. Đầu đường chia phôi anh không nói gì nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tàn chinh chiến xin em cúi mặt dẫu lệ mừng nghe em. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi. Và tiếp đây mình cũng xin được thành thật cảm ơn tất cả.